12 loại sinh tố làm trẻ hóa làn da Sinh tố C rất có hiệu quả đối với trừ mụn bọc, nám, tàn nhang Một số thức uống sinh tố trái cây điển hình giới thiệu dưới đây Nước ép dâu tây, bắp cải, vật liệu Dâu tây 100g, bắp cải 40g, sữa chua 1 phần 2 ly, chanh 1 phần 3 quả, nước đá 1 đến 2 viên, đường 1 muỗng nhỏ, cách làm. Dâu tây bắp cải rửa sạch, chanh gọt vỏ, tất cả cho vào máy ép nước, trái cây ép lấy nước, rồi trộn lẫn với sữa chua, cho nước ép vào trong ly, thêm đường và nước đá. Tác dụng bắp cải có tác dụng điều chỉnh đường ruột, hoạt hóa, chức năng đường ruột. Dâu tây là trái cây chứa nhiều vitamin C có tác dụng trị mụn bọc và mụn trứng cá. Nếu trên thân thể hay da mặt nổi nốt sần, nên dùng nhiều nước ép dâu tây bắp cải. Thành phần sữa chua trong ly sinh tố này tăng cường thêm hiệu quả làm đẹp da mặt. Nước ép cam thơm vật liệu cam một quả thơm khóm 100g cà chua 1 phần 2 quả cần tây 5g mật ong 1 muỗng nhỏ chanh 1 phần 3 quả Cách làm cam gọt vỏ thơm bỏ lõi và vỏ cà chua bỏ cuống sát lát vừa hai loại quả Chanh gọt vỏ Cùng cần tây và tất cả cho vào máy ép nước trái cây ép lấy nước tùy ý thích thêm mật ong Đặc dụng. Đây là loại nước trái cây chứa rất nhiều vitamin A giúp trẻ hóa làn da và tăng cường sức đề kháng của da đối với vi khuẩn và những kích thích xấu, giúp máu tuần hoàn, phòng ngừa lão hóa da. Nước ép rau cần hỗn hợp. Vật liệu rau cần 50g cà rốt 50g cà chua một quả, nước chanh hai muỗng nhỏ, táo 1 phần 3 quả, muối một ít. Cách làm: cà rốt, cà chua, táo gọt bỏ vỏ, cùng rau cần cho vào máy ép lấy nước, rồi cho vào ly thêm nước chanh tùy ý thích có thể thêm một ít muối hay mật ong tác dụng nếu hấp thu nhiều chất diệp hồng tố, lycopene của cà rốt và cà chua và vitamin C của chanh có thể tăng cường sức đề kháng của làn da đi sinh tố này có nhiều màu sắc trông rất hấp dẫn tuy rau cần chứa sinh tố cân bằng nhưng mùi vị hơi nồng có thể vắt thêm chút nước chanh cho bớt nồng sinh tố lê sữa Phần liệu: lê 50g, sữa bò 2/3 ly, cần tây 5g, mật ong 2 muỗng nhỏ, nước đá 1 đến 2 lát. Cần tây 5g. Cách làm: lê gọt vỏ, san lát nhỏ, cùng cần tây, sữa bò cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thêm mật ong vào. Có thể dùng sữa đậu nành hay sữa chua thay thế sữa bò. Tác dụng: lê chứa nhiều chất béo đạm là một trong những trái cây giá trị dinh dưỡng rất cao kết hợp các vitamin A, B1, B2 của cần tây và chất đạm, chất vô cơ trong sữa bò. Ly sinh tố này cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ da, tránh khô da, hoạt hóa các tế bào da, sinh tố xoài, bưởi, sữa chua. Vật liệu Xoài chín 1 phần 2 quả, chanh 1 phần 2 quả, bưởi 1 phần 2 quả, sữa chua 1 phần 2 ly, mật ong 1 phần 2 muỗng nhỏ, nước đá 1 đến 2 lát. Cách làm xoài bỏ vỏ và hạt, bưởi bỏ vỏ ngoài, vỏ lụa, hột chỉ lấy tép chanh bắt lấy nước cho vào máy xay sinh tố cùng xoài bưởi sữa chua mật ong xay nhỏ tác dụng xoài chứa nhiều vitamin a kết hợp với sinh tố c của bưởi là loại nước sinh tố rất lý tưởng cho sắc đẹp có thể dùng sữa đậu nành hay sữa bò thay thế sữa chua nước ép bắp cải dưa gang vật liệu bắp cải 80g cần tây 10g dưa gang 1/3 quả bưởi 1/2 quả nước đá 1 đến 2 lát cách làm Bắp cải cần tây rửa sạch, dưa gan, gọt vỏ, bỏ hột, bưởi, gọt vỏ ngoài, lột bỏ vỏ lụa, bọc ngoài muối, tất cả cho vào máy ép, nước trái cây, ép lấy nước. Cần tây thì cuốn vào, bắp cải rồi mới cho vào máy ép, nếu thích ăn ngọt thì thêm ít mật ong, tác dụng. Cần tây chứa nhiều sinh tố A rất tốt cho sự phát triển của lớp sừng trên da, rắc mặt mắt và răng phát triển tốt. Vitamin C thúc đẩy sự tái sinh tế bào, sự phòng nếp nhăn. Sinh tố đu đủ, cam. Vật liệu, chanh 1 phần 3 quả, cam 1 quả, đu đủ 1 phần 2 quả, nước đá 1 đến 2 lát, kem bạc hà 2 muỗng nhỏ. Cách làm, đu đủ, bỏ vỏ và hột, cam gọt bỏ vỏ ngoài, lột vỏ lụa ngoài muối, chanh vắt lấy nước, đu đủ và cam cho vào máy xay sinh tố trộn lẫn và thêm nước chanh vào. Tùy ý thích có thể thêm 1 phần 2 ly nước lạnh để ra giảm độ đặc loãng. Tác dụng đu đủ chứa rất nhiều vitamin A là loại trái cây có dinh dưỡng phong phú. Cam chanh chứa nhiều sinh tố C, axit citric rất tốt cho việc bảo vệ, giữ gìn sắc đẹp, sinh tố cam, sữa đậu nành. Vật liệu cam một quả, sữa đậu nành 1 phần 2 ly, chanh 1 phần 3 quả, mật ong một muỗng nhỏ, nước đá 1 đến 2 lát. Cách làm cam gọt bỏ vào ngoài, lột bỏ vào lụa bao quanh muối, chanh vắt lấy nước, cùng sữa đậu nành cho vào máy xay sinh tố trộn lẫn rồi thêm mật ong, nước đá. Tác dụng sữa đậu nành chứa rất nhiều protein, axit nitric, cam chanh chứa vitamin C và axit citric làm cho da mịn, bóng. Nơi ép cam, cà chua, vật liệu cam chua một quả, có thể thay bằng chanh, cá chua, một quả, cần tây 5g, muối một ít, nước đá 1 đến 2 lát cách làm. Cam bỏ vỏ tách muối, lột vỏ, lụa bọc ngoài muối, cà chua sau khi bỏ vỏ sát lát vừa, cần tây rửa sạch cắt khúc, tất cả cho vào máy ép nước trái cây, ép lấy nước, tùy ý thích có thể thêm ít muối và thêm nước đá tác dụng thức uống này chứa nhiều vitamin C và A, B1, B2, B6, sắt, canxi giúp tiêu trừ mệt mỏi, da căng bóng, mịn và đàn hồi. Cà chua được xem là trái cây dương tính có hàm lượng vitamin A dồi dào. Sinh tố lê, dâu, sữa bò. Vật liệu: lê 1/2 quả, sữa bò 2/3 ly, mật ong 1 muỗng nhỏ, nước 1-2 lát, dâu 50g chanh 1 phần tư quả, cách làm, lê bỏ vỏ và hột, dưới nước chanh vắt lên. Dâu rửa sạch, bỏ cuống, cùng sữa bò, mật ong, lê cho vào máy xay sinh tố xay lẫn. Tác dụng, lê chứa nhiều chất béo thực vật, kali và vitamin E. Dâu là trái cây chứa vitamin C nhiều nhất. Thức uống này thơm mùi dâu, có giá trị dinh dưỡng rất cao, giúp hoạt hóa cơ da, làm cho tóc bóng mượt. Sinh tố đào, thơm, táo, vật liệu đào 2 quả, thơm 100g, táo tây 1 phần 2 quả, mật ong 1 muỗng nhỏ Cách làm đào, bỏ vỏ và hột Thơm bỏ vỏ và lõi, salad lát vừa cùng mật ong cho vào máy xay sinh tố xay lẫn. Tác dụng đào chứa vitamin A và C trong thơm chứa một loại men phân giải chất đạm giúp tiêu hóa thức ăn. Nước ép ớt chuông xanh hỗn hợp vật liệu ớt chuông xanh 1 phần 2 quả, thơm 100 g, bắp cải 50 g, cà chua 1 phần 2 quả, nước, đá 1 đến 2 lát, chanh vắt nước 1 muỗng, muối 1 ít. Cách làm ớt chuông xanh, cà chua sau khi rửa sạch bỏ hột, thơm bỏ vỏ và lõi, bắp cải rửa sạch để riêng biệt, Sát lát vừa cho tất cả vào mẹ ép nước trái cây ép lấy nước tùy ý thích có thể thêm muối và nước chanh vắt tác dụng ớt chuông xanh chứa nhiều lycopene vitamin A, C sắt và canxi trong cái chua có vitamin B6 làm đẹp da